giờ đưa hương linh của chị Dương về nhà nha cả nhà. Đây là cái đường vào căn nhà của chị Dương, cũng đối diện với cái khu nghĩa trang sợ ban đó. Nhà của chú chị rồi, tới nhà rồi. Đây là ngôi nhà của chị Thùy Dương cùng với anh Kha. Gia đình của chị Dương đến cái ngôi nhà mà nơi chị Dương cùng với anh Kha đợi trước đó đó cả nhà, cùng rước chị Dương về nhà ngoại, là về nhà của mẹ chị Dương đó. Rồi bây giờ thì gia đình ông đưa chị Dương về bên ngoại nha cả nhà. Đây là một đứa con út của chị Dương, còn rất là nhỏ, chỉ mới 5 tuổi thôi cô chú anh chị. Thì quý vị có thể thấy là đây là nghĩa trang Sào Ben, nơi hiện trường xảy ra vụ án, cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của chị Thùy Dương 39 tuổi ở tại xã Sào Ben, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị có thể thấy rằng cái cung đường này đó là nghĩa trang Sào Ben nè, còn đây là lại là cái đường vào nhà của chị Thùy Dương. Căn nhà thì dường như từ trong nhà đi ra ngoài này khoảng độ tầm hơn 100m thôi cô chú chị, tầm khoảng 100m. Thì rất là nhiều quý vị khán giả thắc mắc tại sao mà lúc nửa đêm đó thì chị Thùy Dương cùng với anh Ngọc lại có mặt tại nghĩa trang, khiến cho đặt ra nhiều rất nhiều vấn đề. Như thế rõ ràng là một người phụ nữ và một người đàn ông thì hẹn nhau nghĩa trang để làm gì. Nhưng trên thực chất thì có rất nhiều những cái tình tiết mà chúng ta thấy rằng là nó khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Dạ em chào chị nha. Thì chị là như thế nào với chị Phương ngày hôm nay ạ? Chị Dương. Chị ruột. Chị là chị ruột của chị Dương đúng không ạ? Thì cái hôm mà xảy ra sự việc đó thì chị có ở nhà và hay thông tin sớm không? Chị thông tin là lúc mà con Dương nó mất á, là chị nghe con nhỏ em con cầu là gọi điện. Dạ. Lúc rồi là gọi điện lúc 10:33 là hàng còn nói là chị Liễu ơi, thằng Kha nó giữ thằng kia chạy trôi mà không thấy Dương đâu hết. Thì xong cái chị mà gọi điện cho con mẹ em út á, là chị mà hỏi bột ơi, rồi con Dương đâu rồi mà không thấy, mà nghe là thằng Kha giữ thằng kia chạy trôi. Là lúc đó bột nói để em mời ngôi với chị Dương đấy mà. Là chị Dương ngủ bên nhà thằng Hỷ á, là em không còn á. Thì xong cái này thì không biết nữa, chị nghe con Thương nó nói là con không thấy con Dương mà thấy thằng này chết năm đó thôi. Nên lúc đó là bắt đầu chị hoang quá, là chị mới gọi cho thằng em trai chị nói là nghe nói con Dương chết rồi mà thằng nói là giờ đang đi tìm xác nó. Thì lúc đó là chị có thể thằng nói chứ không thấy con Dương. Cái lúc mà chị mà chạy xuống là thấy hai đứa nằm hai bên rồi. Có nghĩa là chạy, lúc mà chị chạy ra hiện trường là lúc đó là chị thấy hai người nằm hai bên rồi. Lúc đó khoảng mấy giờ chị nhớ không?
Lúc rồi là gần 11 giờ rồi đó. 11 giờ đêm. Ừ, lúc đó là con mẹ kia nó gọi cho chị là 11 giờ 10 giờ 33 phút. Ừ. Yeah. Là con luôn là điện thoại là 10 giờ 33 phút á. Dạ. Đến lúc rồi nó gọi cho chị. Xong là bắt đầu chị chạy xuống đó là không phải gần 11 giờ rồi. Dạ. Đó là trong lúc đó chị chạy vô là trong nghĩa địa Sà Bang đúng không chị? Đúng rồi, nghĩa địa lúc chị vô chị thấy hai đứa nằm, chị ngồi xiên liền luôn rồi đó. Lúc đó là chị Dương nằm sấp hay nằm nữa? Nằm nghiêng một bên vậy nè em á. Cái mặt lần nào chúng nó không thấy rõ cái mặt nữa. Dạ. Tại vì nó kẹt trong cái mồ á. Kẹt nó, trong cái mồ á? Cái hang, cái hang ba chỗ này và cái mồ nằm cái chỗ này nó sạc khỏi những cái nhỏ quả kia. Ừ. Nó nằm là không thấy cái mặt, nằm nghiêng mà. Nằm sao không thấy cái mặt kẹt nữa. Giữa hai cái mồ đúng không chị? Đúng rồi, hai cái mồ đó. Có nghĩa một là cái hang ba nằm bên đây là cái mồ nó xây hang ba vậy đây hang lúc mà anh xuống tay là anh trong anh nhét rồi đó bố đúng lúc ừ. Tẻ là lúc mình khóc tẻ nằm xuống đó là chúng con đương chày nữa. Dạ. Đúng rồi, chúng con đương chày nữa. Lúc nữa là con gái đâu của nó là nó còn gọi điện cho con gái đâu, con gái vừa bắt máy lên là không nghe tiếng nói của mẹ nữa mà nghe chỉ có 2 giây là tắt máy thôi. Có nghĩa là cái lúc đó là chị Dương đó còn gọi điện về gia đình, gọi về cho con của mình. Đúng đó, ừ. Mẹ lên đấy là mới cầm điện thoại lên mới bấm, tại vì lúc đó là hai mẹ con còn nhắn tin. Ừ. Là gọi điện mới cầm điện thoại mới gọi điện cho con bé mới bắt máy lên cái gì vậy mẹ, cái là không nghe tiếng gì nữa rồi. Ừ, không nghe được tiếng gì nữa, chỉ còn mấy giây thôi. Chị xuống nó như thấy một cái chân nó thẳng ra, con cái chân nó co vô, con cái mặt nó nghiêng mà chị không thấy rõ được cái mặt của nó luôn, máu me quá trời luôn. À, ủa sao mà cái dấu hiệu nào chị nhận biết là cái đó là chị Dương? Qua bộ quần áo hay là qua cái tóc dáng? Tại vì cái chân của nó là chân phụ nữ là mình biết. Yeah. Tại vì cái thằng kia nó nằm bên nằm quay đầu ra đây, còn con Dương nằm quay đầu vô trong kia. Dạ. Cho em hỏi thêm là bình thường đó thì em rể của chị đó là anh Kha đó thì khoảng thời gian anh sống là như là 10 hai vợ chồng kết hôn 14 năm đúng không? Ừ. Thì chị thấy tính tình anh sao? Tính tình nó nhiều vô nó hay quỳ đó. Nó hay phạm đập đánh con này rất là nhiều. Ừ. Nhiều lần chị vô can 11 với 2 giờ đêm chị còn chạy vô chị can 2 vợ chồng nó. Cái lúc trước là 2 vợ chồng ở đây ở nhà mẹ. Ừ. Xong là chị thì ở ngoài được kịp á. Là mỗi lần mà nghe đập lùn nhau đó, cái chị hàng xóm này chị kêu liệu ơi hai đứa đập lùn nhau đó, chị chạy vô chị cứ nói sao mà có con có cái hết trơn thôi, bê để yên cho hàng xóm nó ngủ nữa sao mà tôi bê ăn tôi bê quầy phá quay ai mà chịu nổi nhiều rừng lưng rồi. Vậy là chị cũng nhiều lần vô can hay vợ chồng mà cãi nhau đánh nhau ha? Đúng rồi, hai vợ chồng đánh nhau cãi nhau nhiều lần rồi chứ không phải là một hai lần đâu, mà thằng ấy nó ghen, nhiều khi nó ghen bất chấp lắm. Ghen hả chị? Nó ghen bất chấp lắm, nó đau láo nó. Vậy thì cái thông tin mà đăng trên báo lúc mấy bữa rày đó là nói rằng là em hỏi thiệt nha, là cái anh mà đi ra đi cùng với chị Dương đó là có giữa hai người có quan hệ như không, thế nào? Lúc mà bàn bê là nhậu chung với nhau, thằng đó là nó bán nó chết năm ngoại một năm trời lên, khi ngay nó xuống nó ngủ người chấn. Nó xuống nó là ngủ cái anh đó ha. Ở cái anh đó đó là dụng kiểu là thì cùng quen biết với thằng em con cầu đó đâu, nhậu chung với nhau thôi, cùng rủ con nhỏ em gái nhậu nó cùng có thằng chồng con này luôn. Ừ. Thì nhậu chung bình thường, anh em bình thường là chị bình thường thôi. À, tức là chính xác là câu chuyện là ba người cũng có quen biết với nhau và cũng như là bạn bè quen biết với nhau luôn. Và trong bắt đầu là Kha có vẻ là kiểu mà ghen tuông bất chấp. Đúng nó cơ thể như vậy, nó cứ nói là ghen là có như là cứ có tình nhân mới, vừa mới có tình nhân mới á, rồi bắt đầu rồi chắc nghĩ ra là ly dị này chứ là gì vậy đó. Rồi đó ly dị nọ vậy đó. Bây giờ chị cho em hỏi nè, cái cuộc gọi mà bữa tối hôm đó cái anh mà ca đi anh tên gì? Tên Ngọc. À, cái anh Ngọc là anh điện cho chị Dương đúng không? Thì cái đó là thì chị không xác minh được, tại vì chị cũng nghe nói thôi. Dạ. Cũng nghe nói thôi, tại vì trong điện thoại hàng cũng có trong đó rồi, công an cũng đã làm việc trong đó rồi. Rồi sau bắt đầu là khi mà Kha thấy là anh Ngọc với chị Dương ở tại nghĩa địa thì Kha bắt đầu là nghĩ ra những cái vấn đề mà tiêu cực, đã bắt đầu ra tay với chị Dương và Ngọc luôn hả chị ha? Lúc đó là do thì ra lúc là nghe nói là con bé này vừa lên á. Yeah. Nên đó là thằng đã đấm sau lưng con bé nó thôi. Rồi rồi. Là chưa gặp nhau mà hai đứa nó chưa gặp, nó gọi điện thì cũng chưa có gặp nhau mà đã làm gì đâu mà gặp nhau. À, là đấm sau lưng đấm tới. À, hàng kia là sau lưng tới 7 nhát hả? Đúng rồi, đấm sau lưng đấm tới mà. Cái thằng kia con này hằng mày lá lên, thằng kia mà chạy tận can này cho con này bỏ chạy là đấm thằng nào luôn. Đúng rồi. Ừ, đấm thằng nào luôn, chứ không phải là hai đứa là bắt gặp hai đứa tại chỗ đâu. Tức là ban đầu là có ý định với chị Dương thôi. Ừ. Nhưng mà khi mà thấy anh Ngọc nhảy vào can rồi đó. Sẵn đang trong người đang có hàng máu á, rồi làm luôn. Đấm luôn kiểu như vậy. Cái anh Ngọc đó là anh bị mấy dao? 3 dao, 1 dao ngay chỗ này. Ừ. Rồi 2 dao ngay chỗ nó phổi rồi thêm nơi tim.
Trời ơi. Tại vì chị có xuống chứng kiến là đang mổ tử thi mà sẽ cứu so thằng ở luôn. Dạ dạ. Chị có chứng kiến mổ tử thi luôn ha? Tại chị đem em chị xuống gì đó mổ tử thi mà. Dạ. Chị chứng kiến đang mổ tử thi em gái chị luôn. Như vậy là cái anh này anh Kha này anh Gình này, anh Gình anh đi theo chị Dương. Không, sẽ biết chị Dương tới đó nhậu tiếp. Đúng đó, đúng đó, chắc nghĩ sẽ biết là chị Dương sẽ tới đó nhậu tiếp. Tại vì nó rinh rập lâu rồi, thằng có giáo thủ giáo lâu rồi mà. Con giáo này đã mua trước lúc đó chưa lý gì lắm, chưa lý gì mà. Chưa lý gì, con giáo là thấy tại vì được con gái này đâu á là thấy là ba bỏ cục giáo cục xé. Con bé nó thấy, mà hẳn không còn người nó như vậy. Dao này dao đặt mua đặt hả chị? Đặt dao rồi đặt mua cho đấy làm chứ còn con dao đó. Wow, cái câu chuyện này là đã có ý định từ trước. Rồi sau bắt đầu khi mà biết chị Dương sẽ ra nghỉ đề nhậu tiếp. Bởi vậy ra tay luôn. Ra tay luôn. Có nghĩa là cái lúc mà từ lúc mà sống chung rồi, sống chung là anh đó có ghen tuông rất ghen là nhiều. Nhiều sẽ khi mà xảy ra cái vấn đề hai vợ chồng xích mích dẫn đến ly hôn thì lúc đó anh lại càng lúc càng ghen hơn nhiều nữa, cảm thấy tức tối. Mà cái câu chuyện ở đây đáng lẽ chỉ có một người ra đi thôi. Mà tại anh Ngọc ảnh cũng là bạn bè, ảnh nhảy vào anh Cang. Nhảy vào Cang luôn, sẵn rồi Khoa làm ba phát là đi luôn. Đâm đó. Đó bởi vậy em nghe cái thông tin nó thấy gì kỳ, em thấy như thế này là chị liễu. Tại vì mới vợ chồng mới lấy gì có trong khoảng thời gian đây thời gian ngắn. Đâu tháng 11 là dạ. Lấy gì mà chị Dương quen người khác. Đúng rồi bắt đầu rằng có đăng thông tin là hai người ôm nhau trong nghĩa địa rồi thì... Khoa mới ra tay. Cái để em mới xuống để mà em đính chính lại cho gia đình nó rõ cái câu chuyện. Có nhiều khi mà cái dư luận xã hội thì mày đăng lên vậy họ nghĩ rằng nhiều khi mà em xin lỗi gia đình mình trước nha. Họ nghĩ rằng chị Dương đi cặp với trai và bắt đầu Khoa Kha mới điên lên mới xử lý như vậy. Đúng không chị? Đây câu chuyện đó là anh Ngọc và chị Dương chỉ là bạn bè quen biết và cũng quen biết ngay cả với Kha nữa. Tất nhiên ba người là chơi chung với nhau. Chơi chung với nhau, cũng nhậu, thường xuyên chủ nhật khá nhậu. Bạn chung luôn đó. Bạn chung với nhau, thường xuyên nhậu nhạc với nhau luôn. Tuần nào cùng nhậu, mà chúng với nhau thì nó chẳng có cái gì hết trơn. Dạ. Hồi lúc đó chắc là bữa nhậu tăng một nhận nhậu đâu chị ha? Nghe nó nhậu 2-3 tăng rồi mà phải không? Lúc là thằng Kha nó lúc là chị gặp nó 5 giờ mẹ nó đã nhậu rồi. Mà lúc là con Dương nó mới đi thẩm mỹ. Yeah. Về lúc hồi nó còn 2 giờ mấy 3 giờ gì á là con Dương hằng mà lấy nhau sau nó thằng ấy nó xịn rồi. Yeah. Lúc hồi chị thấy 5 giờ mấy đó thằng là nó đã xịn rồi mà. Rồi sau đó anh Kha cùng với anh Ngọc ra nghỉ đèn nhậu trước. Nhậu thêm nữa. Nhậu thêm nữa. Ủa sao mà em có một cái tình tiết như thế này là em chỉ hỏi thôi nha, mình có thể chia sẻ cũng được, không chia sẻ cũng được nha. Ủa sao mà không nhậu trong nhà mà ra tới tận nghỉ đèn nhậu ta? Tại vì nào giờ là nhậu trong nhà. Thằng vợ em có ông cầu á, nhưng mà thằng vợ thằng đó mới sinh mấy ngày à. Nên làm ôn quá nên là thôi đi ra ngoài này ngủ cho mát. Như vậy thôi. Chứ cái đây là có nghĩ địa đó là thường thường có hai cái đó nhậu không hay là đó là cũng lâu lâu thôi chứ cũng gọi nhậu thường xuyên cái đó như cái đó lố thôi chứ cũng gọi đó nghĩa địa. Mới đầu mình nghe những cái chi tiết về mình tưởng là có cái câu chuyện của chị Dương với Ngọc như vậy, nhưng mà chị này đứng chính lại là anh Ngọc cũng đã có vợ rồi. Ngọc có vợ rồi, trong khi người này cũng chị Dương thì cũng mới chia tay. Nhiều khi mà trong cái cuộc nhậu mà hai người có bạn bè qua lại nói chuyện bình thường thì Kha đâm ra Kha tức tối, Kha ghen. Rồi khi mà chưa bắt gặp được chị Ngọc ôm người ta ra tay trước rồi đâm từ sau lưng tới đó mới xảy ra cái câu chuyện. Chị ơi, lúc mà chị thấy chị tới thấy chị Ngọc bị kẹt trong cái con kẹt trong cái hốc, giống như cái hẻm có chút xíu như đây nè. Ở bên đây là hàng xây lên cán lên một khúc như đây. Còn bên đây là bờ rào của cái mồ bên này. Giống như nằm nghiêng, con dưới nằm nghiêng thôi chứ cũng còn nằm ngửa được. Nằm nghiêng xuống hả? Nằm nghiêng thôi. Nghiêng vậy đây, nghiêng vậy là nghiêng người luôn. Cái kiểu như là cái khoảng cách nó vừa cho người nghiêng thôi. Nghiêng thôi, không được ngửa. Không ngửa được. Lúc mà chị ra chị thấy là nằm nghiêng thì không thấy được cái mặt của nó luôn. Không thấy được cái mặt. Không được thấy được cái mặt, tại vì nằm nghiêng mà. Ốc cái mặt vô trong cái cậy cái băng lưng cái đường nó kẹt rồi làm sao mà thấy mặt được. Lúc đó chị tới là như công an họ chưa tới. Chưa tới. Rồi xong rồi mình mới báo công an, cái là mình ra ngoài hiện trường để công an. Thì bảo công an thì thằng là ra từ đâu thủ rồi công an rồi vô. Dạ công an. Cái nghĩa địa đó ở đây xa không chị? Đây xuống đoạn có 1 cây số à. Dạ tí em nhờ chị dắt em xuống từ chỗ đó được không? Dạ dạ. Dạ. Rồi giờ đó còn niêm phong không em? Chúng nó có thằng em nó dẫn đi cũng được để kêu dạ, thằng vâng, em dạ, một lát có người quen dẫn tụi em đi được không sao chị. Thôi thì bây giờ là em thật sự rằng em gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của mình ha chị ha. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì em sẽ đính chính lại những cái thông tin mà vừa qua xuất hiện ở trên phương tiện truyền thông để cho dư luận xã hội được rõ rằng đây không phải là cái câu chuyện mà ghen tuông vì tình, mà đây là
vì những cái phút mà bồng bột, nóng nảy, nhậu nhẹt, rồi bắt đầu nghĩ tiêu cực, rồi bắt đầu ra tay với vợ của mình. Bây giờ là ba đứa con, bây giờ một cô cha lớn mẹ luôn chị ha. Thật sự rằng nghe cái câu chuyện ở đây thì tụi em gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình của mình. Và nếu mà tụi em quay cái clip này tụi em đăng lên á, thì thật sự nếu mà có sự hỗ trợ nào từ các cô chú anh chị đến với gia đình thì em sẽ cố gắng, em sẽ giúp đỡ cho gia đình mình chị ha. Dạ, cảm ơn chị và chị cũng giữ sức khỏe với chị cũng ráng ăn ngủ bác để mà lo hậu sự cho chị Dương nha chị. Dạ, chị cảm ơn chị, cảm ơn em. Dạ không có gì đâu chị. Dạ.